Rồi các bạn chú ý bài 7 ha. Như vậy ở đây người ta nói mã loại là ký tự cuối của mã hóa đơn. Mã hóa đơn đây. Như vậy các bạn có mã loại ký tự cuối. Cuối là bên nào? Cuối là bên nào? Bên phải. Dùng hàm right của mã hóa đơn. Và người ta nói là ký tự cuối, tức là một ký tự cuối. Mà một ký tự thì hàm right của chúng ta không cần đối số thứ hai, chỉ cần như vậy là được. Như vậy là mình đã có được right. Số thứ tự hợp đồng, biết rằng ba ký tự giữa của mã hợp đồng là, ví dụ ở đây là 125, 201, 098, đó là thứ tự hợp đồng. Như vậy nằm giữa dùng hàm mid, đúng rồi, nằm giữa mid. Ba ký tự giữa tức là bắt đầu từ ký tự mấy? Bắt đầu từ hai, lấy ba ký tự. Bắt đầu từ hai, lấy ba ký tự. Rồi chúng ta đã có được số thứ tự của hợp đồng. Giảm giá, chú ý chỗ giảm giá nha. Giảm giá nếu là loại 1 thì giảm 30%, nếu loại 2 giảm 50%. Như vậy chỗ này vừa có giảm giá, vừa có tính ra số tiền, cho nên chúng ta rất là dễ bị nhầm. Khi mà chúng ta tính ra thành tiền xong, chúng ta không biết là đã giảm bao nhiêu, đúng hay sai. Cho nên bạn làm tách ra giúp thầy. Nếu như cái mã này mà loại 1 tức là bằng 1 thì giảm 30%, còn không 50%. Rồi, mình làm như vậy thì nó sẽ chính xác. Rất là dễ. Rồi, tại sao? Tại sao mà mình làm ở đây mình so sánh với lại, nếu như là loại 1 thì giảm 30, loại 2 50. Định dạng nào? Mã loại thì mình dùng hàm right thôi. Bây giờ sửa làm sao nè. Nói đúng rồi đó. Ok. Như vậy có hai cách để các bạn sửa chỗ này. Tại vì sao? Tại vì sai là do chỗ này C3 của mình là chuỗi. Khi mình dùng hàm right là nó ra chuỗi. Mà mình so sánh với 1 thì nó là số. Thì muốn chuỗi với chuỗi thì phải ép cái số 1 đó thành chuỗi 1. Đó, đây là một cách ha. Chuyển cái số 1 thành chuỗi 1. Như vậy chúng ta có 0303. Đây là hai cái loại 1 nè. Đó, như vậy thì các bạn thấy mình làm như vậy mình sẽ biết chính xác được ha. Rồi, thứ tự hợp đồng mình dùng hàm mid. Lấy từ ký tự thứ hai ba ký tự. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục ở chỗ này. Nếu như mà các bạn không lấy ra cái phần trăm thôi á thì có thể bạn sẽ không phát hiện được, bởi vì nó ra số không à. Mà số nhỏ thì mình phát hiện được là 30-50, còn ví dụ số lớn đôi khi mình không chú ý luôn đó. Thì chỗ này cái cách làm như thế này rất là hay. Và bây giờ bắt đầu mình mới nhân nè, nhân cho đơn giá, nhân cho số lượng, và chúng ta nhân ở phía ngoài luôn thì nó sẽ dễ hơn, thay vì là bạn nhân ở bên trong đó. Như vậy thì con số của mình ra nó rất là dễ, mình không cần phải xem thử là nó giảm bao nhiêu phần trăm, bởi vì cái số lượng, cái phần trăm giảm giá là mình đã biết trước ở phía trong rồi. Cho nên là công thức của chúng ta để như vậy. Rồi, một cách khác thì các bạn có thể là chuyển cái C3 này thành số, là bạn dùng hàm value. Ok.
cách khác là chúng ta chuyển C3 thành số, là dùng hàm value để chuyển ha, thì chúng ta so sánh với số 1, so sánh với số 1 chứ không phải chuỗi 1. Rồi, thành tiền thì bằng đơn giá nhân số lượng cộng giảm giá, khá là đơn giản ha, bằng đơn giá số lượng trừ cho giảm giá, đó là thành tiền của chúng ta. Rồi, đó là bài số 7.